Xin chào mọi người. Hiện tại thì Bụi đang ở một trong những phải nói là mảnh đất thì gọi là gì nhỉ? Đất sắt da vàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực quận 1 ở cầu Rồng Lãnh. Tuy nhiên thì vào sâu trong bên hẻm này mới biết rằng là có rất nhiều các cái hoàn cảnh, những ngôi nhà mà đặc biệt vô cùng, nó là vô cùng đặc biệt. Lý do đây là nhà. Thực ra thì lúc đầu nghe chú đấy, mọi người dân đây chia sẻ thì cũng không tin đâu. Anh ơi, bây giờ mình vào cái địa chỉ nào ở đâu vậy anh? Cái gì? Cái địa chỉ ở đây là ở đâu vậy? Phường này hả? Vâng. Phường sao? Địa chỉ ở đây này là bao nhiêu cầu Rồng Lãnh nhỉ? Ở đây á hả? Trong hẻm này vào đây. Ở trong hẻm hả? Trong hẻm thì cũng gần 20 hộ. Dạ, 20 hộ trong hẻm này. Đúng rồi. Nhưng mà ý là... cái ổng đó là cái hoàn cảnh khó khăn đó thì cái miếng đất thì phường cho cấp để chỉ làm dù người. Đúng rồi. Hả? Ủa là ý là ông sống đây một mình hay như nào? Cái nhà này không có. Chú đây là chú ấy sống một mình hay là có ai? Ông Đức. Chú Đức hả? Có một mình. Có mình ông, có một mình ông thôi. Không có bà con gì? Không có bà con dòng họ gì. Nhưng mà tiền hàng tháng, mỗi tháng bình phường thì trợ cấp là có. Chứ ăn uống thì bên kia nấu hậu cần nấu thì mỗi sáng, trưa, chiều qua ba cử vườn thì là bánh nấu hàng gần đem qua đây, nhưng mà ổng không có nấu nướng gì trong nhà không? Chú ở đây thì nó ẩm thấp thì mưa gió nó có ngập vào trong nhà không? Cái gì? Mưa gió nó có ngập vào trong nhà không? Ông nhập không có. Ngôi nhà này không biết được là 2 mét vuông chưa? Không tới 2 mét vuông. Cái này là bên phường cấp cho chú hả? Mình phường thấy hoàn cảnh khó khăn rồi cho ông ở đây. Cái này phải là phường cắt. Ở đây tạm cho tạm. Phường không cho cắt cái gì chứ xảy nữa cái bất tường này thôi. Còn về đây tạm. Này không biết được. Cái này phường cho là 1.800. 3 gang. Chưa được. 6 mà tính ra là 7. Tính ra 7 tất. Tính ra 7 tất. Đấy chắc là 7 xin đi. 7 mét. Chưa được. Bây giờ cho con vô con. Rồi được. Con khúc mà tôi phải chỗ chạy ra mới lắp cái cẳng ổng mới được. Không có được cái chỗ được cái chỗ nằm ngủ và nằm nghỉ ngơi thôi. Vui vậy không? Dạ rồi. Quê ở Tây Ninh á. Có bác nó là đi Việt Cộng. Bây giờ bác nó chết rồi. Còn có bà, bác dâu cũng đã không ở được. Người bắt, nó về đây, không có chỗ nó ở, để cho nó ở tạm đây. À, là ông ở Tây Ninh à? Tây Ninh. Dạ. Bác nó cũng lạnh nữa. Nhưng mà ông ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? Mấy chục rồi. Mấy chục năm rồi đó ông? Bốn chục năm có rồi đó. Năm 75 bây giờ có đây chưa? Có rồi. 75 là có ở đây rồi. Bảy năm có đây rồi. Thế bây giờ là từ năm đó là ông cũng không có vợ con gì à? Không. Ông rồi đó ông bị bệnh rồi đó. Bệnh rồi đó, giờ là đâu có vợ con. Ờ. Ừ. Có bà mẹ chết rồi. Dạ. Còn ở một mình. Dạ. Thế bây giờ là cuộc sống của ông đảm bảo là do là mọi người hỗ trợ hàng hỗ xóm trợ ở phường. Hỗ trợ cho cơm ăn. Dạ. À, cho quà. Đấy, cho cái này cái nọ. Dạ. Yeah, thường cho là một ngày bên mình anh em gửi cơm qua ngày ăn ba cử. Dạ. Mình trợ cấp là một tháng là gần như 570 hả? 570 một tháng trợ cấp. Dạ. Ủa như vậy sao ông ở quê chắc cũng phải họ hàng, còn họ hàng gì mà sao ông không về? Họ hàng bây giờ nó không ở được. Ừ. Người thân thì chết hết. Dạ. Còn có thêm giàu và giàu ở không được. Ừ. Bây giờ hai nữa nó tắt vậy á, ai nuôi nó? Dạ. Ông bị đợt này bị lâu chưa? Lâu đi, cái lính nó hồi xưa á. À, đi bộ đội chứ không? Đi lính nó hồi xưa á. Ờ. Bị bắn, rồi có tắt bây giờ luôn. À, ông là lính của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa? Ờ, Cộng Hòa hồi xưa bắt buộc phải đi. À, bắt buộc phải đi à? Ờ, bắt buộc phải đi. Tại vì tôi ở đây tôi biết thành. Có nhà ăn uống gì đó là phường lo hết. Sáng vừa chiều là phường, sáng nó bệnh có bệnh trì hoãn bên đó, nó không cần bên đó phường là chợ gấp sáng đem qua gửi, rồi cơm trưa, cơm chiều.
Đây tháng là lãnh tiền hỗ trợ là được 570. 570. Cái này chắc giữa chân còn chưa hết rồi. Bây giờ ông vô ông mở cửa xong ông nằm giống bằng khi ông ngủ. Rồi, ok. Nằm chặt lắm. Cửa không đỡ. Ông vừa nằm vô vừa đủ rồi. Không nằm à, nằm đây nó ẩm thấp rồi bệnh tật từ sao trời. Bởi vậy, bệnh đó. Bệnh. Mua thuốc cho ông uống. Ngôi nhà chỉ bằng 3 viên gạch thôi. Góc góc bằng 3 viên gạch, đấy là cái chỗ rộng nhất ấy. Còn cái chỗ bằng ngắn nhất thì nó có 2 viên gạch à. 1, 2, 4, 6 viên gạch là 1m8 chiều dài. Chiều rộng là 0.9. Chuẩn đấy, đúng kỹ sư xây dựng nên là tính chuẩn luôn. 1m8 chiều dài, chiều rộng 0.9. Trời ơi. Gạch này gạch 30 mà. Nằm là chân đục nữa đầu này. Bị bệnh hồi đây 5-5 tới giờ phải không? Bệnh đi lưỡng tới giờ cả phát tài chân rồi. Ngôi nhà cô dở về báo rồi cho thoải mái. Cái này ví dụ như bây giờ bằng tay bằng mà để ra đây là cốc ốc để cho cái măng này mình để cho cái chữ không đứng thẳng đây nữa. Bây giờ ví dụ như bây giờ bằng con quay lên mà ví dụ như có người họ chú. À, bây giờ ví dụ như thế là bọn con quay lên mà ví dụ như cho xe ra có người mà muốn giúp cho cái chú này thì bây giờ liên hệ như thế nào hoặc là làm sao để liên hệ được với chú đây đó điện thoại không có địa chỉ đây thì nó cũng không rõ. Đây bây giờ ông cấp công vậy rồi bây giờ cho ăn uống ví dụ trường hợp mà hàng cài ví dụ ở đây sớm người ta cũng cho ông ăn ví dụ bệnh hoạn thì có kế bên đó ví dụ cạo gió hay là mua thuốc gì đó thì nó qua giúp cho ông rồi chứ ăn uống là phường luôn. Cái này hẻm là đi vào đường nào đó chú, cái đầu hẻm lúc cho đứng là số đường bao nhiêu đường nào cái đầu lúc cho ngồi uống nước hay là đầu hẻm mấy tên là số bao nhiêu vậy cái và đúng cái phường này số bao nhiêu ạ? Cô đó hả? Không, đầu hẻm này là cái số này là số bao nhiêu? Từ đầu hẻm nó chảy vô đó hả? Tên cái hẻm này là số bao nhiêu? Biết làm sao để vào được cái nhà này đúng địa chỉ nhỉ? Nhưng mà cứ nói đầu hẻm đi. Đầu hẻm số bao nhiêu vậy chú? Cái hẻm này là số bao nhiêu? Chỗ 10, nhà chỗ 17. Tại vì trong 17 nó dính liền với chung cư với nhà đâu. Nhưng mà đi trong đây là 17, sạc 3, sạc 4, sạc 5 đó là chỗ 17. Đây là hẻm số 17 đường phường Cầu Ông Lãnh đúng rồi, phường Cầu Ông Lãnh. Quận 1. Quận 1. Vào đây hỏi ông tên là. Cái nhà mà lấy số có số không? Đó. Số 17 thật. Nhà này cũng có số hả? Không có. 17/3. À nhà để 17/3. 17/3 là nhà của bà tôi đó là quyền ở giải rồi 17. Nhưng mà cái ông tên là gì nhỉ ông nhỉ? Đức. Ông Đức à? Quân Đức. Quân Đức Giang Đức to. Đây có phải hẻm số 17 của phường Cầu Ông Lãnh là họ gặp ông Đức là sẽ đúng không? Ông nay bao nhiêu tuổi rồi ông? 70 rồi đó. Ô 70 rồi ạ. Dạ. Sao 70 rồi đó. Có một thân một mình vậy thôi. Không à, có. 100 mua đấy, chỗ này. Chín gì á? Giờ cũng lúc nhớ lúc quên. Tại vì bữa hổm nó bị té. À, sao mà bị té? Nó làm như lăn lăn. Dạ. Có hộ khẩu đàng hoàng. Có hộ khẩu. Đâu có hộ khẩu đâu đấy, có hộ khẩu. Có hộ khẩu. Có hộ khẩu luôn hả? Đó. Về phường có hộ khẩu. À, cái nhà nhỏ này cũng có hộ khẩu luôn hả? Có. Có phường mày cắt về đồ chúng tỏ là phường cũng quan tâm đến người nghèo đấy chứ phải làm hộ khẩu hồi trước bây giờ luôn bây giờ cho nó cái chỗ ở cho nó rộng rãi một chút mà ở để tội sao ông không đến mấy khu vực mà kiểu dạng như là viện dưỡng lão của người già thành phố Hồ Chí Minh ấy tại đó chịu đi nhiều rộng cực lắm. Đi không vào đó đi. Vui lắm bà hả? Vào đó toàn những người họ trong hoàn cảnh đó họ vui lắm cháu vào đấy rồi tại vì đó ở đây quen rồi ở ngoài quen được vô đâu không quen đây
quê quán ở Tây Ninh, dân tộc Kinh, đó là không có cái gì xác minh là cái thứ nhất là giữa quân nhiều. Đó là cái kiến quân giám đốc. 549. 20 hậu. Đó, học hậu đó. Đây. Bị mất một cái ăn thôi. Bị mất số khẩu à? Mất gì nó đem nó bỏ. Đây là cái giấy mà trước năm 1972 ông Đức sử dụng đến nay không ai tranh chấp và khiếu nại. Năm 72 đó, thấy không? 972 là. Nếu không ai tranh chấp khiếu nại đối chiếu hồ sơ lưu trích sao lưu số thổ số 655 căn cứ nếu có diện tích là tóm lại là một mình chú ở là trong cái nhà có cái diện tích rất chi là nhỏ này. Nhỏ đúng không? Thế này nha, đủ rồi đó, tôi đủ giờ mà bỏ đây đi. Rồi. Xóm này là có bao nhiêu nhà mà nhỏ như nhà cô vậy? Cô là nhỏ. Đây này. Chỗ kia thì nhà của người ta. Ủa, mấy nhà là nhỏ xíu à, nhà cô được bao nhiêu mét vậy cô? Chắc cỡ 2 mét hay là 2 mét mấy gì? 2 mét, 2 mét mấy, 2 triệu một tháng à? Ờ, điện nước nữa gần 200 nữa. À. Con cô thì nó học lớp 12 á, rồi dạ. Thôi thuê ở đây rồi. Hai cô quê ở đâu cô? Ở Bến Tre. À. Thì ở trên lầu 3 triệu mấy. Mà cái chân cô thì bị đau, mình đã cô đi lên xuống chịu không được. Cái cô mới kiếm ở đây nè, đặng cô ở dưới mặt đất cho tiện. 2 triệu 2 mét. Cảm ơn cô nha. Dạ.